Xin chào các bạn, như vậy là vào tối ngày hôm qua 11 tháng 7 năm 2019, thì trường đại học Tài chính Martin đã chính thức công bố về kết quả xét tuyển bằng học bạ trung phổ thông. Và các bạn có thể theo dõi kết quả này tại trang cổng tuyển sinh của nhà trường ở địa chỉ là tuyển sinh.upm.edu.vn. Khi các bạn truy cập vào cổng tuyển sinh này thì ở đây thông tin tuyển sinh sẽ có kết quả xét tuyển học bạ năm 2019. Các bạn có thể theo dõi kết quả ở đây, nó rất là chi tiết và rõ ràng. Và nếu như các bạn thí sinh nào nộp học bạ mà đủ điều kiện mà có số điểm được tính như sau, đó là điểm xét tuyển sẽ bằng điểm trung bình môn 1 cộng điểm trung bình môn 2 cộng điểm trung bình môn 3 cộng điểm ưu tiên nếu có, tất cả chia cho 3. Và đây là xét theo tổ hợp môn và trong năm lớp 12 của mình. Nếu các bạn nào có điểm số mà bằng hoặc lớn hơn cái điểm chuẩn trúng tuyển này thì coi như là bạn đã trúng tuyển vào trường Đại học Tài chính Marketing. Và các bạn sẽ kéo xuống phía dưới, chúng ta sẽ có các thủ tục nhập học ở đây thì cũng có rất là chi tiết và cụ thể, các bạn nhớ theo dõi thật là kỹ. Và có một điều quan trọng nhất các bạn phải lưu ý, đó là khi mà chúng ta biết được điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia và khi có giấy chứng nhận kết quả thi, thì nếu như các bạn muốn học tại trường Đại học Tài chính Martin đối với những bạn trúng tuyển nhé, thì các bạn sẽ phải gửi bản chính về cho trường để gọi là xác nhận là các bạn sẽ nhập học vào trường. Và kèm theo đó là các bạn sẽ phải nộp học phí. Và các bạn sẽ phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia về cho trường trước 17 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2019. Các bạn nhớ về cái thời hạn này, đó là 17 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2019. Địa chỉ là số 2-4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu như đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, nếu như các bạn, mặc dù là các bạn đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính rồi, nhưng là các bạn chưa có nộp về cho trường học phí, thì hội đồng tuyển sinh của nhà trường cũng xem như các bạn không có nhu cầu học tập tại trường và sẽ xóa tên khỏi danh sách của khóa học. Các bạn lưu ý nhé. Về các thủ tục nhập học thì các bạn có thể theo dõi trực tiếp ở đây. Hoặc là khi mà nhà trường gửi giấy báo trúng tuyển về cho các bạn thì ở mặt sau thì sẽ có về cái thông tin để làm thủ tục nhập học. Các bạn theo dõi kỹ. Và các bạn có thể kiểm tra tại cũng tại cổng tuyển sinh này luôn. Và ở trên thanh menu, các bạn chú ý nhé, trên thanh menu này sẽ có đó là danh sách trúng tuyển 2019. Các bạn sẽ click vào đây. Và sau đó các bạn sẽ sử dụng tên đăng nhập mật khẩu của mình bằng cách đó là tên đăng nhập là chứng minh nhân dân. Mật khẩu sẽ là ngày sinh, năm tháng sinh của các bạn. Theo cú pháp đó là hai chữ số ngày sinh, hai chữ số tháng sinh và hai chữ số cuối của năm sinh. Ví dụ bạn sinh ngày 3 tháng 5 năm 2000 thì mật khẩu các bạn sẽ là 030500. Và sau đó các bạn sẽ đăng nhập vào. Thì sau khi các bạn đăng nhập vào thì cái trang sau khi các bạn đăng nhập vào đây thì sẽ thể hiện luôn kết quả xét tuyển là trúng tuyển hay không trúng tuyển. Sẽ thể hiện rất là rõ đây nhé. Và sẽ có bậc đào tạo, mã ngành, tên ngành cụ thể ở trong này. Các bạn theo dõi. Và đặc biệt các bạn quan tâm đến mã số sinh viên. Mã số sinh viên nhà trường sẽ cấp cho các bạn luôn. Thì mã số sinh viên này để sử dụng để gì ạ? Để khi các bạn mà chuyển khoản về cho trường đóng học phí thì các bạn sẽ phải ghi rõ mã số sinh viên này. Và mã số sinh viên này sẽ theo các bạn trong những năm học sắp tới đây. Bạn lưu ý nhé. Còn trong trường hợp nếu như các bạn mà không đăng nhập vào được hệ thống này thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất đó là hồ sơ xét tuyển của bạn không hợp lệ. Các bạn có thể kiểm tra ở dưới này xem mình có tên ở dưới này hay không. Còn nếu như mà không có tên dưới này mà vẫn không đăng nhập được thì hồ sơ của các bạn hiện tại đang được các thầy cô của phòng quản lý đào tạo đang tiến hành nhập hồ sơ cho các bạn, thì một vài ngày nữa các bạn có thể kiểm tra. Còn trong trường hợp nếu chúng ta không nhập được, không đăng nhập được luôn và cũng không có tên trong danh sách mà xét tuyển không hợp lệ này hoặc có sai sót, thì các bạn sẽ liên hệ tới số điện thoại là 0283-772-0404 để được gặp các thầy cô phòng quản lý đào tạo sẽ giải đáp thắc mắc cũng như giải quyết cho các bạn những trường hợp cụ thể. Các bạn nhớ số điện thoại 0283-772-0404. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập vào fanpage facebook.com/tuyển sinh UFM. Ở trên này cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tuyển sinh của trường Đại học Tài chính Martin. Các bạn có thể theo dõi trên này. Và các bạn có thể inbox vào cho fanpage và các thầy cô cũng sẽ trả lời cho các bạn.